đội hình chuyển nhượng tệ nhất của MU thời hậu Sir Alex. Kể từ sau khi Sir Alex chia tay Man United, đội bóng này đã đưa về rất nhiều bản hợp đồng bom tấn, nhưng đa số đều không đem lại hiệu quả. Sau đây hãy cùng Saba điểm qua dàn siêu sao góp mặt trong đội hình đáng buồn này. Thủ môn Victor Valdes. Nhiều người còn không nhớ rằng Victor Valdes đã từng chơi cho Quỷ Đỏ. Cựu thủ môn Barcelona gia nhập sân Old Trafford vào tháng Giêng năm 2015. Anh ra sân đúng 2 trận trước khi phải khăn gói ra đi. Hậu vệ trái Alex Telles. Thương vụ chiêu mộ Telles từ Porto dường như chỉ mang lại một lợi ích duy nhất cho MU. Đó là giúp lúc so càng khẳng định chắc chắn vị trí của mình. Hậu vệ người Brazil ít khi được đến tên vào đội hình chính và đã được cho mượn ở Sevilla. Hậu vệ phải Matteo Darmian. Trước đó, một hậu vệ cánh khác cũng thất bại ở Old Trafford là Darmian. Cầu thủ này chơi ổn trong một vài trận dưới thời Van Gaal và sau khi huấn luyện viên này ra đi, tuyển thủ Ý cũng không còn trụ lại được ở MU. Trung vệ Harry Maguire. Maguire rõ ràng là một thất vọng lớn dù hiện tại anh vẫn đang là thủ quân của Quỷ Đỏ. Với những gì mà trung vệ người Anh đã thể hiện ở Old Trafford, mức giá 80 triệu euro chẳng khác nào cú lừa. Tiền vệ trung tâm Van de Beek và Paul Pogba. Van de Beek cũng không chen chân nổi vào đội hình Quỷ Đỏ. Giờ đây đã có thể khẳng định anh là một thương vụ thất bại thảm hại. Bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba dù đã ra đi nhưng vẫn không để lại được thiện cảm nơi cổ động viên Man United. Không chỉ có ít đóng góp về chuyên môn mà Pogba còn thường xuyên vướng vào các lùm xùm ngoài sân cỏ. Tiền vệ cánh trái Di Maria, tiền vệ cánh phải Daniel James. Di Maria đến MU trước Pogba 2 năm và thời điểm ấy, anh đang là một trong những chân chạy cánh hàng đầu thế giới. Dù vậy, thiên thần chỉ có tổng cộng 32 trận trong màu áo Quỷ Đỏ trước khi ra đi trong thất vọng. Về Daniel James, cầu thủ này đơn giản là không đủ đẳng cấp chơi bóng cho một câu lạc bộ hàng đầu nước Anh. Tiền đạo cánh phải Alexis Sanchez, tiền đạo cánh trái Jadon Sancho. Sanchez không khiến MU bỏ nhiều tiền để chiêu mộ, nhưng mức lương trên 500.000 bảng mỗi tuần của cầu thủ này từng khiến ban lãnh đạo đội bóng đau đầu. Đương nhiên, màn thể hiện của anh cũng là không xứng đáng với mức lương trên trời ấy. Trong khi Sancho lại khiến Quỷ Đỏ chi ra 80 triệu bảng để mua được từ Dortmund. Cho tới lúc này, sao trẻ người Anh đang không đáp ứng kỳ vọng nhưng anh vẫn còn thời gian để thể hiện mình. Trung phong Cristiano Ronaldo. Việc MU chiêu mộ Ronaldo lần thứ hai sớm biến thành cơn ác mộng với đôi bên. CR7 làm xấu mọi hình ảnh mình đã xây dựng tại Old Trafford trước đó và cuối cùng thì anh đã bị thanh lý hợp đồng hồi tháng 12 vừa qua. Đây chính là đội hình chuyển nhượng tệ nhất của MU thời hậu Sir Alex theo Saba. Còn thiếu cái tên nào không nhỉ? Các bạn hãy để lại nhận xét dưới phần comment nhé!